Thưa quý vị, nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, nhà sách Vĩnh Nghiêm thuộc Trung tâm Biên phiên dịch tư liệu Phật giáo quốc tế đã tổ chức tọa đàm Hương Xuân Sách Phật nhằm lan tỏa sách Phật giáo đến gần hơn với cộng đồng. Trong đó, việc giới thiệu sách Phật giáo phù hợp với thời đại 4.0 được Chư Tôn Đức đặc biệt quan tâm. Tại tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ về quá trình lưu giữ kinh sách thông qua mộc bản của cha ông, đồng thời khẳng định sứ mệnh của hậu thế trong việc gìn giữ, lan tỏa những triết lý cao đẹp của đạo Phật trong cộng đồng. Trong thời đại số, việc lan tỏa sách Phật giáo đứng trước nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, đòi hỏi Chư Tôn Đức và các cư sĩ cần có sự chuyển mình để nắm bắt và phù hợp với cuộc sống đương đại. Thời đại 4.0 thì chúng ta hành pháp cũng là trên nhiều phương diện hơn. Chúng ta dùng điện thoại, dùng máy đọc sách, dùng truyền hình vân vân để mà truyền tải cái lời dạy Đức Phật. Thì thầy thấy đó là một điều thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Ai cũng được bình đẳng tiếp nhận những lời của Đức Phật dạy. Cũng tại tọa đàm, các Phật tử đã được tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tìm hiểu sách Phật giáo, cũng như tu tập, được nhận kinh sách và lời pháp ngữ chúc phúc đầu năm.